đây mọi người coi kìa, nguyên một dây luôn kìa mọi người, nhìn kìa mọi người, nói good luck cho nấy đi, em phải né ra mới được. Ok, giống gì dân câu đường vậy? Đây cái cây cần của em đây, em chuyển xuống đây đây. Ơi nó rỉa của em cái gì kìa, mọi người thấy cây cần của em không, nó giật giật, nó rỉa rỉa đó. Có chưa? Có giật rồi à? Chơi nãy nó mới không biết nữa, kéo lên lên nãy đi rỉa à. Cục xuống rồi, cá nó dính rồi. Thì bây giờ ông Lùng sẽ gỡ cái con này, mấy cái con sau em sẽ quay cho mọi người coi ha. Thấy chưa? Ê, hấp dẫn không? Để mình phụ một tay cho. Cầm. Để cho cái người này ta gỡ cá. Bữa nay là anh ấy cột tới 3 lưỡi lên. Anh ấy hy vọng là anh ấy sẽ câu miếng cá. Bữa nay hy vọng. Em thì sâu quá không thấy, tại nó đầu tiên là nó đã giật rồi, nhưng mà tại vì em tính cho nó cái lưỡi kia nó có cá ăn luôn. Ủa, lấy cái giật chùm lại đó, chùm lại y như cũ. Đó là con cá đầu tiên, the first one. Thôi giờ em đi. Ủa, nó giật kìa, nó giật kìa, phải không mọi người ơi, mọi người ơi, ông Lùng ông giết cá rồi. Rốt cuộc cũng dính được con cá rồi. Ông Lùng giỏi quá. Con cá không dễ xí. Đợi có còn hơn không. Dằn lưới chạy nó mới dính được. Đó, dằn lưới từ trên dưới mấy lưỡi luôn đó mọi người. Đó, ông Lùng bữa nay cũng câu dính rồi à. Hi hi. Cần định con người ta chứ bộ. Rồi, giờ tới em. Cái này chắc mới đẻ không à. Cái nó có còn hơn không. Với lại thấy xe xéo đó thấy gần thôi. Đâu cái giật mà. Rồi để câu xuống đi, tóm cái này nữa. Dở lên cá không bự, dở đi. Chắc cá nhỏ. Kéo lên nè. Kéo đi. Kéo được rồi. Còn không? Còn dính, dính rồi, nó dính rồi đó. Là cá nhỏ, kéo lên đi, cá nhỏ đó. Đâu có ấy gì, đâu có chạy được, nó dính rồi, kéo lên đi. Nó nhỏ nhưng mà nó dính rồi. Dính rồi. Nó nhỏ thôi. Nó nhỏ mọi người ơi. Cá nhỏ thôi. Cá nhỏ. Nó chóc luôn rồi. Được rồi đó. Thôi, xin lỗi nha, thảy hướng lại đi. Coi, coi. Bự nè. Hả? Bự, con này bự. Ê, con này bự. À. Nha, cảm ơn xin cả nha. Em này bự nha. Look like fishing on. Nặng dữ ha. Oh no. Stop.
Oh no. Yeah. Stop. Còn không? Got a big one. I don't know. Nó bị dính đá không? Đâu rồi? Oh, stop. Nè. Ủa, dính cá chưa? Nè, biết rồi. Dính em lôi không nổi tại nó giật mấy cái rồi. Ối ra luôn. Lối đói ối, đấy mà nhổng ối luôn vậy. Trời ơi, lôi không nổi luôn á. Tưởng đâu dính cá bự, dính tạo ngạc nhiên cho. Có chừng đạp nó tép em. Ai bỏ vô. Đó. Được 4 phần đúng không? Ok. Thế lịch chợ thôi. Cột lại, nó móc con tôm vô phải cột lại, nếu không con tôm nó mau vừa cái lát cá nó dễ nó vừa. Bây giờ trời tối rồi, mình chuẩn bị ruộng cần lên. Bây giờ mình coi coi mình quay cái thành quả của mình nha. Đây cái thành quả của mình được nhiêu ta? Được 7-8 con gì á mọi người. Chuẩn bị về nhà. Về đủ ăn rồi. Bây giờ nãy mang kiến bát á. Nó đuôi. Bây giờ mình bay mọi người nha, mình về nhà coi mình làm canh nướng ăn nha. Ok, đi về. Có đuôi rồi. Không biết nữa. 3. Nó gì nữa nha, nó sẽ rồi. Con cá rô. 5 6 đường con cá rô mọi người thấy không? Ok. Đây. Như đây mình đi về. Đây ông lùng xách cái thùng kìa. Chứ mọi người nghe. Bắt thêm cái đèn nhỏ cho cái đèn. Đó, chưa? Anh dạy đang anh dạy cá nè. Ca đi làm xong ra 5 giờ mấy chạy ra ngoài sau đâu 1 tiếng đồng hồ vậy. Tối. Tại vì là mùa hè thì nó sáng cho tới 9 giờ, còn mùa đông này nó 6 giờ tới đuôi rồi. Con này nhỏ nhất nè, cao trước. Cái bữa nay cũng bự bự không á. Cái bự hơn, con còn nhiều. Mới ra dùng cái dính liền.
không đứt, không mất đá, không dính 4-5 con nữa. Ừ, tại vì mất đá. Không giật hồng đó, giờ mình chạm giải bắt đầu mình làm hết đó rồi nha. Ok. Giờ đây, đây là sa tế nè. Sa tế mình để miếng nước mắm vô sa tế nè. Nhưng để miếng bột nêm vô thì vậy thôi, với miếng tỏi vô, ở này sa tế vậy thôi, rồi mình bắt đầu mình ướp vô con cá. Làm món mới nha. Mình sẽ bóc một miếng nè, tha lên con cá. Mình tha bề bên đây mình nướng trước đi. Rồi một hồi mình tha bề bên kia nữa. Lắp sạch tế. Này cũng hấp dẫn lắm chứ bộ. Một hồi em bỏ vài cái tép tỏi vô cái bụng của con cá, hồi em ra em chở ra đó cho anh ăn. Cái mùa dịch này mình phải đâu đâu mình bỏ vô lò mình nướng nha. Miếng bụng của con cá, ta đánh đầu con cá đưa cái bụng của con cá. Ok, giờ mình bỏ vô mình nướng kêu đại. Để xa xa ra thì cái đồ nướng bốn con cá này nha. Đóng lại nướng trong vòng 10 phút nha. Bề này bên đây còn bề này nữa, chắc phải tới vô cái đầu nó làm đụng phát cái đầu. Đồng cả này xương. Ta tròn. Okay. Thấy hết rồi. Hả? Bộ nhập. Không có bỏ đâu, nhiều quá sợ. Dừa. Dừa phí tính để mai làm tiếp á. Không lỡ rồi. Nhét vô bụng mà này, nhét vô bụng ông này. Dạ. Cái gì có đuôi dưới này nè. Rồi sao? Okay, mình bỏ vô mình nướng nữa. Kìa dở ra, nhìn kìa dàn khè. Cá nướng sa tế dàn khè, giờ mình chở ra lần nữa. Dàn khè. Chở ra một lần nữa đi. Cho nó bớt chảy nước xuống đi. Cái dạng hương tắm hỏi vừa thổi vừa ăn. Em tính để nguyên cái vị đó luôn, bưng để lên ăn luôn. Để nguyên. Ừ, để nguyên luôn. Lấy cái đầu bớt nóng. Anh nghĩ chín chưa? Chín. Ngon. Đây là cá tươi, tươi xanh luôn. Đó, rồi rau sống nè, mọi người thấy không? Đây, rau sống nè, rau cần nè, rau xà lách nè, rau thơm, con húng ở dưới á, con quế này kia á. Đó, rồi đây là nước mắm. Đây. Rồi, cần em gấp như thế luôn. Cần cái dĩa là cái gì? Cái con. Hấp dẫn quá, cá tươi thơm ha, thơm sa tế. Rau vô thơm rồi húng này, tự mình bắt tự mình kiếm mình ăn luôn. Ngọt cá ngọt, cá ngọt đó. Đó. Đó, thật vô.
đi cá chúng ta cứ dịp để cá nhiều nhiều đi. Tại vì chúng ta là đã đi cá nhiều cá mà. Cảm ơn cả. Không được rồi. Ừ, cái này ăn bà ta rồi cũng dính bà ta. Đây, bị. Vào đêm. Thôi. Khỏe không? Đó lắm nữa. Thơm. Cá mặn. Cá tươi thật rất ngọt. Dĩ nhiên rồi. Mới câu lên. Thiệt chồng. Ý sao có nguyên cây hạnh này hả? Hả? Sót lại. Để lên gói luôn. Ngon lắm chưa? Cá mặn tươi. Ok, cá gói chấm nước mắm. Rồi ra, nè thơm cũng ngon rồi đó, giờ gói rồi. Ngon lắm chưa? Vẫn ngon. Ừ, cũng bánh tráng ngon lắm á. Chấm bánh burrito. Cũng bánh tráng ngon thiệt. Cá này cũng bánh tráng ngon. Lá lắm. Cuốn luôn nè, luôn cuốn luôn, còn hành ăn cũng được, cũng đâu có gì đâu. Cũng ngon. Đừng nặng thôi, ok. Ủa anh chưa gấp cá? Ừ. Chưa gấp cá. Chưa gấp cá, chưa gấp cá. Mình tự con cá này mình nhảy vào tới con cá bên kia luôn à. Làm nó dành cá nước sợi tới này. Thưởng thức cái những cái mà mình tự bắt tự ăn rồi. Bởi vì mọi người cũng biết không, mình ở ngoài biển nè, đã có ở ngoài ở trong người ta không còn bán đồ nữa, bệnh nè, bệnh dịch này kia nè, mình ở đây ra bắt cá ăn thôi đúng không? Từ ở đây mình cởi mở nửa tiếng. Cá ngon nè, bóc khó luôn. Ngon chứ. Cái lần cá bự như đóng cá luôn á. Cái lần cá bự như thành cầu. Có ăn. Ừ, ăn có ăn cá của anh. Cá bự nhất rồi. Nè nè, cá thân. Có thương nhỏ nhỏ. Bây giờ ăn con cá nhỏ xíu mà ăn chưa mới rồi. Ăn gì? Ăn xíu giờ. Từ từ xương. Có xương. Sợ mất. Găm qua bẩn ăn găm. Nó qua bẩn ăn gì đâu. Chưa gì sung sướng bằng tự mình đi ra biển, mình câu về luôn. Chính tay mình câu nó luôn. Mình sao cái này là mình chỉ ăn rau với cá thôi. Nãy có mấy thương nhỏ có không được. Bây giờ này. Cẩn thận, để mất rồi. Cá mình nướng có bánh tráng ngon. Bữa đó mình chân tương không được ngon lắm. Ok.
Rồi mình chỉ cuốn gì mình ăn với cá không? Bưng ra xuống mới được. Ừ, về ăn bị vậy. Cá thịt trắng tươi. Cho vô luôn. Mỗi gạo, có gạo gì mình có gạo nấy luôn. Đáp luôn. Cái gì ăn xưa? Ăn cá linh xương mấy chục lần rồi. Mày gần tay hả? Ừ. Nó còn nào có được á. Còn cái bánh. Cái nào? Ừ, còn cái đó nữa kìa. Hai. Em cũng gói được nè. Có gạo thôi mà. Ăn gạo gạch gạo. Ăn vô đỉnh cho sợ chặt. Mình ớt rồi đó. Không có sợ ăn đâu. Em sợ rồi nè. Không có sợ em. Video tại đây mình lo à, em xuống phát một em xong á, đã đói quá. Thôi cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye.